Xin chào các bạn. Khá lâu rồi mình mới quay trở lại giới thiệu các bạn một mẫu đồng hồ của Swatch các bạn ha. Cái mẫu đồng hồ nữ của Đức này thì bán là khá chạy các bạn. Mình đã bán cách đây khoảng 3 năm rồi. Và đến thời điểm này thì nó vẫn rất là ok, bán rất là chạy ha. Đây là cái túi giấy của hãng này. Cái hộp các bạn ha. Đây. Vẫn là cái kiểu quen thuộc thôi. Chúng ta sẽ có cái thẻ bảo hành của Swatch các bạn ha. Đó. Và đây là nhân vật chính của chúng ta các bạn. Trước đây thì mình đã từng giới thiệu với các bạn cái mẫu này rồi. Khá là nhiều màu các bạn ha, trong đó cả màu mặt màu trắng này. Nhưng mà cái video trước của mình nhá, giới thiệu các bạn cái mặt màu trắng thì cái viền nó là màu gold các bạn ha. Đây cái viền là màu gold. Thì hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cái mẫu mà nó là cái viền màu bạc các bạn ha. Theo mình nghĩ cái viền màu bạc này thì nó sẽ dễ phối đồ hơn cả cái viền màu trắng các bạn nhé. Tất cả các thông số của nó như cũ hết rồi. Đây. SK053L các bạn ha. Và kính sapphire thiết kế một bầu trời sao rất là dễ thương. Đó. Có số 12 là số điểm nhấn các bạn nhé. Trước sách chúng ta sẽ có hai kim giờ phút. Đó. Cái núm chỉ giờ nằm ở góc 4 giờ, 5 giờ đây, rất là lạ các bạn ha. Mình sẽ quay gần lại chút xíu cho bạn coi. Thiết kế đơn giản, nhẹ nhàng, đeo rất là đẹp. Mẫu này đá ceramic các bạn. Các bạn phối đồ rất là dễ ha. Đó. Màu bạc thì trẻ trung hơn là màu vàng. Màu vàng thì nó hơi đứng tuổi chút xíu ha. Nên nhiều bạn không thích. Các bạn thích cái mẫu màu bạc này. Đó. Rất là đẹp, rất là quý phái ha, vừa đơn giản vừa sang trọng vừa có điểm nhấn. Thì mình nghĩ cái mẫu đồng hồ này rất là phù hợp trong rất nhiều cái hoàn cảnh của chị em ha, đi làm cũng được, đi chơi cũng được, đi dự tiệc cũng được, đặc biệt là cuối năm này chúng ta đi event công ty ha, rất là dễ. Đấy, mình sẽ đang đeo thử vào tay các bạn nhé. Đây, và khi lên tay nó sẽ là như vậy các bạn. Là dễ thương ha, rất đẹp, độ mỏng vừa mỏng, size 34 các bạn nhé, rất là dễ đeo. Lâu quá mình không nhớ, mình to lại. Size 32 nữa các bạn ha, đó. Rất là đơn giản, dễ thương. Thông số của nó thì mình sẽ tiếp tục để ở phần miêu tả nhé các bạn nhé. Máy pin thôi. Đó. Ceramic rất hay. Rồi. Bên mình thì bán các sản phẩm đồng hồ nước hoa mỹ phẩm chính hãng. Các bạn có nhu cầu có thể liên hệ với mình theo số điện thoại Zalo mình để ở đầu video và là subscribe kênh của mình để mình tiếp tục gửi đến các bạn trên tay những mẫu đồng hồ nước hoa mỹ phẩm chính hãng như vậy, để các bạn có những cái nhìn đầu tiên về các sản phẩm mà các bạn muốn mua trước khi các bạn ra quyết định mua. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào tạm biệt.